Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 5, trang 23, sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 2. Bài tập số 5 có nội dung như sau. Biểu đồ cột kép ở hình 19 biểu diễn số tiền Việt Nam thu được khi xuất khẩu cà phê và xuất khẩu gạo trong 3 năm 2017, 2018 và 2019. Bây giờ các bạn mở sách giáo khoa trang 24. Quan sát vào biểu đồ cột kép hình 19. Thì biểu đồ cột kép này gồm có hai trục, trục nằm ngang và trục thẳng đứng. Trục nằm ngang thì biểu thị năm, ở đây có 3 năm là 2017, 2018 và 2019. Và cột thẳng đứng là biểu thị số tiền xuất khẩu. Thì quan sát vào từng năm nào. Từng năm thì được biểu diễn bằng hai cột. Cột màu xanh biểu thị số tiền xuất khẩu cà phê, còn cột màu cam biểu thị số tiền xuất khẩu gạo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm IA trước. IA bài toán yêu cầu chúng ta là tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong 3 năm 2017, 2018, 2019. Vậy thì để làm được bài này thì chúng ta sẽ dựa vào biểu đồ cột kép ở hình 19. Quay lại biểu đồ cột kép này. Bây giờ muốn tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong 3 năm 2017, 2018, 2019 thì chúng ta nhìn vào cột màu xanh này. Tại vì cột màu xanh là biểu thị số tiền xuất khẩu cà phê mà. Vậy thì chúng ta sẽ lấy số tiền xuất khẩu cà phê năm 2017 là 3,5 cộng với số tiền xuất khẩu cà phê năm 2018 là 3,54 cộng với số tiền xuất khẩu cà phê năm 2019 là 2,85. Vậy chúng ta sẽ trả lời ý A này như sau. Ta sẽ có này, tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê. Tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong 3 năm 2017, 2018, 2019 là chúng ta sẽ lấy 3,5 cộng 3,54 cộng với 2,85. Bây giờ các bạn thực hiện cộng 3 số thập phân này cho cô. Thì nó có này, 4 cộng 5 bằng 9, 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 8 bằng 18, viết 8 nhớ 1, 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, 8 nhớ 1 bằng 9. Như vậy được 9,89 đơn vị là tỷ đô la Mỹ. Như vậy là tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong 3 năm 2017, 2018, 2019 là 9,89 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm ý B. Quay trở lại đề bài B này. Ý B thì bài toán yêu cầu chúng ta là số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là bao nhiêu. Vậy bây giờ chúng ta lại dựa vào biểu đồ cột kép ở hình 19. Thì quan sát vào năm 2018 và năm 2019 đúng không? Quan sát vào cột màu xanh này, ta thấy cột màu xanh của năm 2018 thì lớn hơn, cao hơn đúng không? Cột màu xanh của năm 2019. Vậy bây giờ muốn biết năm 2018 này xuất khẩu nhiều hơn năm 2019 này bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy 3,54 trừ đi 2,85. Vậy thì ở ý B này chúng ta sẽ trả lời như sau. Số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018
số tiền thu được. Khi xuất khẩu cà phê, năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được. Khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là chúng ta dựa vào bảng biểu đồ cột kép ở bên này. Chúng ta sẽ lấy 3,54 trừ đi 2,85. Các bạn tính chưa cô? Có này, 3,54 trừ đi 2,85. 14 trừ 5 được 9, trả 1 đây là 9, 15 trừ 9 còn 6. Trả 1 đây là bằng 3, 3 trừ 3 hết. Như vậy được 0,69. Đơn vị là tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm bí C này. Bí C yêu cầu tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong 3 năm 2017, 2018, 2019. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cột biểu đồ cột kép bên này. Ta thấy này, số tiền xuất khẩu gạo thì được biểu thị bằng cột màu cam đúng không? Như vậy bây giờ muốn tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong 3 năm này thì chúng ta sẽ lấy gì? 2,63 cộng với 3,06 cộng với 2,81. Như vậy ở ý C này chúng ta sẽ trả lời như sau. Ý C, tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong 3 năm hai nghìn không trăm mười bảy, hai nghìn không trăm mười tám, hai nghìn không trăm mười chín là chúng ta sẽ lấy 2,63 cộng 3,06 cộng 2,81. Rồi các bạn tính cho cô. Ta có 3 cộng 6 bằng 9, 9 cộng 1 bằng 10, 0 nhớ 1 này. 6 cộng 0 bằng 6, 6 cộng 8 14, 14 nhớ 1 15, 5 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng 2 bằng 7, 7 nhân 1 bằng 8. Như vậy bằng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm ý D cho cô. Ý D người ta hỏi là số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2019 là bao nhiêu? Thì bây giờ quan sát vào năm 2018 và năm 2019, cột màu cam đúng không? Thì ta sẽ lấy gì đây? Số
Số tiền xuất khẩu gạo của năm 2018 là 3,06, trừ đi số tiền xuất khẩu gạo năm 2019 là 2,81. Ý D các bạn trả lời như sau. Số tiền thu được. Khi xuất khẩu gạo. Năm 2018 nhiều hơn số tiền xuất khẩu gạo năm 2019 là chúng ta lấy 3,06 trừ đi 2,81 bằng chúng ta lấy 6 trừ đi 1 bằng 5, 10 trừ đi 8 thì còn 2, trả 1 đây thành 3, đúng không? 3 trừ 3 hết, như vậy được 0,25 tỷ đô la Mỹ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm ý E nào. Ý E bài toán hỏi chúng ta là trong 3 năm 2017, 2018, năm 2019, năm nào số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là nhiều nhất? Thì quan sát vào đây. Muốn biết năm nào xuất khẩu số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là nhiều nhất thì chúng ta sẽ nhìn vào cột cao nhất, đúng không? Trong 3 cột này chúng ta thấy cột cao nhất là cột 2000 năm 2018, đúng không? Còn cột ít nhất chính là cột năm 2017. Như vậy ý E này chúng ta sẽ trả lời như sau. Năm 2018. Năm 2018. Số tiền thu được. Khi xuất khẩu gạo là nhiều nhất. Năm 2017 số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là ít nhất. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 5 trang 23 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lờiđạihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.